Hồi sáng này thì khi mà thường nhìn vào thì chứng khoán thì các bạn thấy được là bây giờ là còn khoảng 50 phút nữa thì sẽ kết thúc cái buổi trading của chứng khoán ngày hôm nay là kết thúc cuối tuần này các bạn thấy được là hôm nay ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ thì các bạn nhìn vào những cái chỉ số chứng khoán đi hôm nay lại tiếp tục tăng lên các bạn thấy được là chỉ số Dow đã tăng 0,64% chỉ số S&P đã tăng 0,69% và chỉ số Nasdaq đã tăng 0,56% và ngày hôm nay thì chỉ số Dow đã tăng 200 điểm lên tới cái mức kỷ lục mới của Hoa Kỳ thì các bạn thấy được là các chỉ chứng khoán liên tục đạt kỷ lục mới trong cái thời gian qua thì có một cái điều mà thường muốn chia sẻ với một một cái suy nghĩ mà thường suy nghĩ đến về cái tình hiện bây giờ nhất là liên quan tới đầu tư vào vàng thì một điều mà các bạn cần phải nên hiểu là Thuận không phải là người mà đầu tư vào vàng nhưng mà Thuận có một cái suy nghĩ là bây giờ thì rất nhiều người đang lo lắng về cái tình hình lạm phát chúng ta lại nghe nó từ những thông tin liên quan đến có hỗ trợ kế tiếp sẽ được thông qua và các bạn thấy là cái việc in tiền thì xảy ra rất nhiều trong năm nay không chỉ riêng Hoa Kỳ mà khắp nơi trên thế giới thì lạm phát là một trong những cái mối lo ngại và đó là một mối lo ngại rất là chính đáng tại vì các bạn thấy là lạm phát tuy là bây giờ là những cái chỉ số khi mà được đưa ra từ chính phủ thì nó là lạm phát vẫn chưa có nhưng mà như mà nào mà sống ở những quốc gia hay là Hoa Kỳ chẳng hạn thì các bạn đi chợ các bạn thấy được lạm phát đã xảy ra mặt hàng đã lên giá cho nên cho dù là chính phủ chưa công nhận là có lạm phát nhưng mà lạm phát đã xảy ra thì một trong những điều mà chúng ta thường hay nói tới là mọi người sẽ đi tìm kiếm những loại tài sản để chống lại lạm phát và một trong những loại tài sản mà nhiều người nói tới đó chính là vàng thì tôi muốn trả lời một câu hỏi là vàng có phải là một mảng đầu tư tốt để chống lại lạm phát hay là không chúng tôi không có nói là vàng là tốt hay là xấu thì chỉ nói là nếu như mà chúng ta chỉ dựa vào lạm phát thì vàng có phải là cái sự lựa chọn hàng đầu hay là không hay là chúng ta nên nhìn vào những cái mảng đầu tư khác như là chứng khoán như là bất động sản như là bitcoin thì tôi thường chia sẻ với bạn một số những cái tài liệu thì các bạn thấy được là giá vàng để chúng ta nhìn vào thời gian dài hơn là 5 năm qua thì từ năm 2016 cho tới bây giờ thì các bạn thấy là giá vàng thì không có di chuyển nhiều các bạn thấy được là từ năm 2016 thì hầu như là di chuyển không có nhiều hầu như đi hàng ngang như các bạn nhìn thấy trên biểu đồ thì đi hàng ngang cho đến khi nào cho đến khi mà các bạn thấy là khoảng chừng là giữa năm 2019 thì mới có một cái sự tăng trưởng. Lúc đó là tăng trưởng từ các bạn thấy được là tháng 5 của năm 2019 là khoảng 1.279 đô cho một ounce vàng. Đây là tính theo cái chỉ số giá vàng hợp đồng ở trên CNBC. Thì các bạn thấy được là chúng ta ở cái mức là 1279 lên tới khoảng chừng là tháng 8 năm 2019 thì vàng đã tăng lên tới mức là 1533 đô cho một ounce vàng và sau đó là tiếp tục đi hàng ngang cho đến khi nào? Cho đến khi mà chúng ta thấy được là đầu tháng 3 khi mà chúng ta có một cái sự bùng nổ về ca nhiễm ở Hoa Kỳ khiến cho mọi người lo ngại, khiến cho giá vàng đã từ đầu tháng 3 năm 2020. Lúc đó thì các bạn thấy được là cái giá vàng ở tháng 3 năm 2020 là 1482 đô cho một ounce vàng lên thẳng tới cái mức các bạn thấy được là cao nhất à, trên lịch sử của vàng là lên tới cái mức là khoảng chừng lúc này là hồi tháng 7 năm 2020, cuối tháng 7 lúc đó cái giá vàng đã lên tới cái mức kỷ lục trong uh, lịch sử các bạn thấy được đã lên tới cái mức để hình zoom ra để các bạn thấy rõ ràng hơn là cái giá vàng lúc này thì đã lên tới cái mức là 1926 đô cho một ounce vàng gần như là muốn phá 2.000 đô thì các bạn nhìn vào tình hình của vàng thì các bạn thấy được là vàng trên căn bản thì không có gì chuyển nhiều trong cái thời gian vài năm sau đó lại có cái sự tăng vọt khi mà dịch bệnh xảy ra và chúng ta nhìn vào cái sự tăng trưởng của cái giá vàng trong từ năm tới bây giờ là 18,31% coi như cái sự tăng trưởng nó cũng khá tốt đương nhiên là cách rất xa so với những cái mẹ đầu tư như là Bitcoin lên tới là 160% từ đầu năm tới bây giờ nhưng chúng ta chỉ nhìn vào vàng đi thì bạn thấy được là tăng 18,31% từ đầu tới bây giờ các bạn so sánh cái giá vàng này so sánh sự tăng trưởng với lại chứng khoán đi chúng ta nhìn vào chỉ số S&P 500 thì các bạn thấy được chỉ số S&P 500 là một trong những cái thước đo mà mọi người đều so sánh tại vì đây là cái sự tăng trưởng hay là sụt giá căn bản khi chúng ta so sánh một bản đầu tư nào thì nhiều so sánh với lại S&P 500 chúng ta nhìn vào S&P 500 đi thì các bạn thấy được là chúng ta đừng nhìn vào chỉ số, chúng ta hãy nhìn vào nếu các bạn đầu tư thật sự đi, thì một những công ty đầu tư rất là nổi tiếng ở Hoa Kỳ là Vanguard, thì Vanguard cũng có một đầu tư S&P 500, đây là một cái index các bạn đầu tư vào, thì dựa theo Vanguard, nếu như một người nào đầu tư vào công ty này, thì từ đầu năm cho đến 30 tây tháng 11 của năm nay là cái phần lợi nhuận là 14,02%, thì 4,02% này thì thấp hơn là vàng một chút. Các bạn có thể nhớ là vàng chúng ta mới nói mới đây là 18,31%. Thì cái số tăng trưởng của S&P 500 khi quan bạn đã đầu tư trực tiếp vào trong chứng khoán thì thấp một chút, thấp hơn khoảng 4% là 14%. Nhưng mà khi chúng ta nói tới những cái chứng khoán mà có cái sự uh, nguy hiểm hơn hay là những cái chứng khoán mà có cái sự tăng trưởng. Các bạn thấy đây người ta mua chứng khoán vì hai lý do chính thức. Lý do đầu tiên là người ta thay mua một cái công ty mà đã ra đời nhiều năm có cái sự thu nhập ổn định để có thể có được cái lợi nhuận đến từ công ty hay gọi là lợi tức các bạn lưu trữ chứng khoán của công ty đó thì khi mà có lời hàng quý thì những công ty đó có thể là chia sẻ một phần lợi nhuận đó với cổ đông. Đây là một trong những lý do mà nhiều người giữ chứng khoán. Lý do thứ nhì là người ta giữ chứng khoán để cho công ty này người ta nghĩ là sau này sẽ có sự tiến triển như là trước đây những người mà mua những cái cổ phiếu mà không có chia lợi nhuận như là những cổ phiếu như là công ty Amazon hay là công ty Google trước đây thì người ta mua không phải là để nhận cái lợi nhuận hàng quý mà người ta mua tại vì người ta nghĩ là sau này công ty này sẽ lớn thì vốn hóa công ty sẽ lớn hơn dẫn đến là cái cổ phần trong tay người ta sẽ có giá trị hơn đây là hai lý do mà tại sao người nào đó lưu trữ chứng khoán thì chúng ta nhìn vào những cái chứng khoán mà người ta mua chủ yếu là để có được cơ hội lợi nhuận sau này khi mà công ty đó lớn hơn hay gọi là grow index hay là cái chỉ số những công ty tăng trưởng thì các bạn nhìn vào Russell 2000 thì cái sự tăng trưởng từ đầu năm tới bây giờ là lên tới 23% và Russell 2500 thì các bạn thấy cũng tương tự gần như là 30% thì các bạn thấy được là cái sự tăng trưởng của những cái cổ phiếu tăng trưởng đó thì nhiều hơn là những cái cổ phiếu trong S&P 500 Chỉ số này chỉ tăng 14% trong khi là chỉ số của những cổ phiếu tăng trưởng lên tới 30% Các bạn thấy được là đã cao hơn cái chỉ số của vàng Các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào vàng đi thì chỉ có 18% mà thôi Cho nên so sánh với S&P 500 thì vàng hầu như có sự tăng trưởng nhiều hơn Nhưng mà so sánh với những cái cổ phiếu mà có sự tăng trưởng thì vàng tăng trưởng không bằng từ năm tới bây giờ đây là cái điều đầu tiên điều thứ nhì nữa các bạn nhìn vào một cái chỉ số khác nữa là những cái chỉ số liên quan đến những cái cổ phiếu mà không phải tăng trưởng mà những cổ phiếu gọi là cổ phiếu tiêu dùng có nghĩa là những cổ phiếu này chỉ tăng trưởng khi mà người ta uh, cảm thấy là an toàn người ta muốn tiêu dùng như là những cổ phiếu của những cái công ty mua sắm thì những công ty mua sắm các bạn thấy được là tuy năm nay là năm dịch bệnh nhưng mà những cổ phiếu consumer discretionary như là những cổ phiếu mà những công ty mua sắm đó thì đã tăng lên 40,86% còn nhiều hơn những công ty tăng trưởng. Thì điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ở đây là các bạn nhìn vào những thông tin này thì các bạn rút ra được gì, rút ra được đối với Thuận là khi chúng ta chỉ nhìn vào lạm phát mà thôi. Lạm phát ai cũng nghĩ là sẽ xảy ra và thường nghĩ là đã xảy ra rồi. Thì các bạn thấy được là ngay cả trong tình hình bây giờ mà lạm phát đang xảy ra và sẽ xảy ra tiếp tục thì vàng cũng không có cái sự tăng trưởng nhiều bằng những cổ phiếu bây giờ. Thì nếu như mà các bạn nhìn vào tình hình này nếu các bạn là một nhà đầu tư mà các bạn như làm phát sẽ xảy ra các bạn muốn tìm một cái mảng đầu tư nào để mà chống làm phát thì các bạn có thể có được lợi nhuận cao hơn nếu như mà đầu tư vào chứng khoán thậm chí là bất động sản chứ không phải là vàng thì vàng các bạn thấy được là sẽ có sự tăng trưởng mạnh là khi nào khi mà các bạn nhìn vào tình hình của dịch bệnh của năm nay đi các bạn thấy được là khi dịch bệnh xảy ra thì vàng đã có sự tăng trưởng rất là nhanh và trong khoảng thời gian này thì chứng khoán là không có sự tăng trưởng thì các bạn thấy được là vàng nếu như các bạn muốn có sự tăng trưởng đó thì các bạn cần phải có hai điều điều đầu tiên hết là lạm phát sẽ xảy ra điều thứ nhì là thị trường tài chính nói chung sẽ bị sụp đổ Nếu cho bạn chỉ có một cái yếu tố duy nhất đó chính là lạm phát thì sẽ không đủ để cho vàng trở thành một mã đầu tư tối ưu đương nhiên vàng từ năm tới bây giờ thì tăng 18% vẫn là một cái sự tăng trưởng mà cũng khá đáng nể nhưng mà các bạn thấy được là khi mà so sánh về chứng khoán thì vàng năm nay không tăng bằng và đương nhiên so với là những mã đầu tư mà có cái sự nguy hiểm cao hơn như là Bitcoin thì Bitcoin tăng trưởng cực kỳ cao Có thể năm nay đã lên tới là 160% Bitcoin đối với Thuận là năm nay đã chứng minh được một điều Đó chính là trong cái tình hình mà thị trường bất ổn như là xảy ra những cái sự kiện như bình thường năm nay Thì chứng khoán có thể đi xuống nhưng mà Bitcoin vẫn có thể đi lên Và khi mà thị trường đã có những cái sự thay đổi lạc quan hơn như là có những cái hỗ trợ thì lúc đó các bạn thấy được là chứng khoán tăng trở lại đạt đỉnh mới như các bạn nhìn thấy trong thời gian qua và Bitcoin cũng vẫn thấy tăng theo. Tại vì Bitcoin đóng cả hai vai trò thằng nghĩ là đóng vai trò đầu tiên là một loại tài sản chống lại lạm phát và vai trò thứ nhì là nhiều người vẫn nghĩ Bitcoin là một mảng đầu tư mà có nguy hiểm cao, lợi nhuận cũng cao cho nên khi mà người ta lạc quan về tương lai của thị tài chính thì Bitcoin cũng có thể là tăng trưởng theo. Tại vì người ta sẽ tìm kiếm những cái mảng mà có lợi nhuận cao hơn tại vì người ta đang chấp nhận lợi nhuận cao hơn. Cho nên các bạn thấy được là nhìn vào những thông tin này thì chỉ dựa vào thông tin hôm nay thôi Thường không nghĩ là vàng là một trong những cái à, mảng đầu tư mà mang lại lợi nhuận nhiều. Cho mình nghĩ sao về tài liệu các bạn chia sẻ ở phía dưới. Và đương nhiên như là thường chia sẻ thường không phải là người lưu trữ vàng, thường chỉ muốn chia sẻ những cái suy nghĩ mà thường đã suy nghĩ tới ngày hôm nay để các bạn có thêm một phần tài liệu. Và trước khi mà chúng ta kết thúc cái video này thì có nhiều bạn vẫn tiếp tục hỏi thuận về những sàn nào hỗ trợ cái Flare Network Uh, token airdrop nghĩa là cái đồng SPARK mà chúng ta nói tới hổm rồi nhưng mà nào mà có đồng XRP thì có thể nhận được airdrop thì có một số bạn nói là các bạn có thể là sử dụng cái ví Ledger thuận thì chưa có thử đó là cái ví chữ lạnh nhưng mà nếu các bạn muốn hỏi về sàn giao dịch thì có một cái link chính thức thường sẽ để ở phía dưới cái video này cho những bạn nào mà có thú muốn tìm hiểu là những sàn nào đang hỗ trợ thì đây là cái link của flare.xyz link chính thức thì như bạn hỏi thuận là những sàn như là Bitrex thì có hỗ trợ hay không thì Bittrex các bạn thấy được là bây giờ không phải là một trong những sàn mà hỗ trợ cái airdrop này Những sàn mà phổ biến nhất như các bạn đã biết là sàn Binance, sàn Binance quốc tế Hay là sàn Binance US cả hai đều hỗ trợ cái airdrop này Các bạn chỉ cần đơn giản là tạo một chương mục, nhưng mà nào mà chưa tạo chương mục mà muốn tạo chương mục sàn Binance Thì cả hai link, link quốc tế và link của Hoa Kỳ cái Điều ở phía dưới video này các bạn sẽ nhận được những cái ưu đãi cho link quốc tế như là giảm 20% phí giao dịch spot dịch bình thường và giảm 10% phí giao dịch futures thì các bạn có thể là tìm hiểu những sàn nào hỗ trợ các bạn chỉ cần gửi đồng của mình lên trên sàn Binance trước ngày thường nhớ là ngày 11 tây tháng 12 nhưng mà càng sớm càng tốt thì các bạn sẽ được nhận được những đồng Spark Token mỗi một đồng XRP sẽ có một đồng Spark Token giá bao nhiêu thì thị trường sau này sẽ trả lời cho các bạn còn về item 2.0 thì thường cũng làm khá nhiều video trong thời gian qua nhưng mà nhiều bạn vẫn hỏi cùng một câu hỏi thì câu trả lời đơn giản là hiện bây giờ Ethereum 2.0 phiên bản đầu tiên đã có nghĩa là Beacon Chain thì bây giờ không cần làm gì hết nếu các bạn đang có Ethereum 2.0 trong tay thì các bạn tiếp tục lưu trữ và tiếp tục sử dụng còn bây giờ Ethereum 2.0 thì phiên bản Beacon Chain này chỉ là mới khởi động mà thôi bắt đầu là cái hệ thống staking xem coi là như thế nào khi mà đã ổn định rồi thì mới bắt đầu là có những cái chế độ khác cho đến bây giờ giao dịch những cái hợp đồng thông minh giao dịch những cái ứng dụng phi tập trung DeFi toàn bộ đều nằm trên mạng lưới Ethereum hiện tại cho đến khi nào mà mạng lưới Ethereum không ổn định thì mới phát triển những cái phần sau này sau đó mới di chuyển hết tất cả lên trên Ethereum 2.0 và mạng lưới cũ xin hoạt động và đây là những cái thông tin mà Thuận muốn mang đến cho bạn trong cái video ngày hôm nay Thuận hy vọng là bạn sẽ có một cái cuối tuần vui vẻ và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn